Thảo xin chào đã ngồi đến quý khán giả đang xem chương trình TV ngày hôm nay. Thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với buổi nói chuyện giữa Thanh Thảo và chị Trung Ngọc Nhi trong show truyền thông và cộng đồng. Thanh Thảo xin chào đến chị Ngọc Nhi. Chào Thảo và kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, chị Trung Ngọc Nhi là người sáng lập công ty Forever Beaumont, là một trong những công ty mỹ phẩm hàng đầu mà Thanh Thảo đặt niềm tin cũng như quý khán giả, quý đồng hương của mình. Ngay cả quý đồng những cộng sắc dân bạn cũng đã có những đánh giá cao về sản phẩm của công ty Forever Beaumont. Và chị Trung đi đến với chương trình là để chia sẻ với chúng ta những cái thông tin rất hữu ích cho việc làm đẹp. Thưa chị, chúng ta đã nói rất là nhiều về những cái vấn nạn về da mà người phụ nữ mình gặp phải, đó là vấn đề nám da. Tuy nhiên thì một trong những chủ đề mà em thấy rằng rất là quan tâm, cá nhân Thanh Thảo cũng rất quan tâm cho chị, đó là vấn đề mà mình lão hóa da mà nó gây cái sự trùng nhão chảy xệ làn da của mình. Thì có một vị khán giả đó cho anh Thảo biết rằng là chị bị thời gian gần đây á, thì chị cảm thấy là cái hai bên gò má của mình á, có cái dấu hiệu chảy xệ, rất là lo lắng mà không biết mình sẽ dùng mỹ phẩm như thế nào, vì trên thị trường nó quá nhiều những thông tin, thưa chị. Thực sự ra vấn đề chảy xệ đó là tới cái tuổi tác là mình không cản được. Yeah. Nhưng mà mình có thể giới hạn nó trước đó, mình không biết. Thay vì mình đợi tới khi mà mình chảy xệ rồi. Yeah. Có nghĩa rằng cái thứ đầu tiên nhất là mình thấy cái hốc mắt chỗ mày nè, nó bị sâu, nó bị hủng xuống. Yeah. Thì cái mí mắt trên của mình, mí mắt dưới đó nó bị đổ xuống thành cái bọng ngay đây. Yeah. Đó là dấu hiệu đầu tiên mình thấy. Quý vị để ý về sáng mình thấy mà mình nhìn trước kính đó, mình thấy con mắt mình nó có hai cái quầng ở đây. Đó là dấu hiệu nó bị sụp xuống rồi đó, nó mới tạo ra cái quầng. Thì đó là dấu hiệu đầu tiên của lão hóa. Thứ nhì là bắt đầu cái rãnh cười và hai cái gò má mình nó bị đổ xuống. Thì như quý vị, những show trước chị có nói đó là collagen là một cái chất mà nó giúp cho các cơ các của mình nó chín lại với nhau. Yeah. Đó, thì khi mà mình có tuổi đó, cộng môi trường sinh hoạt của mình đó, mình ăn uống nữa Thảo. Yeah. Thì cái collagen mình nó tự động nó giảm, một năm nó giảm 1.75%. Yeah. Cứ vì tính mình sống tới 50-60 tuổi nó giảm bao nhiêu rồi. Yeah. Thì khi nó giảm nhiều đó thì cái da nó không kết dính với nhau được nữa. Cái cơ nữa thì nó sẽ bị chảy xệ, và cái cơ của mình nó không còn săn chắc mà nó bị rời rạc. Yeah. Bởi vì nó thiếu collagen và elastin, thì lúc này nó sẽ đổ ngược xuống dưới cái phần thấp ở dưới. Yeah. Thì đó là dấu hiệu mà khi bị cái đó rồi thì quý vị, Ngọc Nhi bán mỹ phẩm, Ngọc Nhi không tin rằng mỹ phẩm cứu được. Yeah. Chỉ qua nói thiệt là không có mỹ phẩm nâng cơ. Yeah. Thảo nghĩ đi, cái cơ của mình, cái thịt của mình, cái cơ mình, nó không thể nào mà dùng kem mà thoa cho nó săn lên được hết. Yeah. Khít lỗ chân lông ở thượng bì da là được, bề mặt da, nhưng mà không thể nào nâng cơ được. Thì cách mình làm là mình phải ngay từ lúc mình 30 mấy tuổi. Yeah. Thì mình phải biết cách lại cung cấp đủ collagen cho mình. Yeah. Collagen là một cái chất mà chúng ta có lúc sinh ra, đến năm 30 mấy tuổi thì mình mất đi nó khoảng 20-30% là nó hơi bắt đầu bị thôi. Yeah. Nhưng 40-50 mấy tuổi chúng ta mất khoảng 50%. Yeah. Và càng về già càng mất nhiều. Yeah. Thì vì vậy quý vị cần bổ sung collagen. Yeah. Không phải là mình đi mua collagen mình uống. Yeah. Đó. Có trường hợp mình muốn gấp thì mình, yeah, uống. Nhưng mà còn trẻ mình uống một tuần một chai, như sản phẩm của chị một tuần một chai. Yeah. Còn lớn tuổi thì tuần hai chai. Ngoài trừ cái lúc đó mình phải tập những cái bài tập cho cơ mặt mình. À, như, yeah, chị đó thì chị có dạy khách ở trên cái trang Facebook của chị. Yeah. Thì quý vị muốn học cái bài đó thì vào cái Facebook là Ngọc Nhi Trung. Yeah. Quý vị thấy là nhớ là Ngọc Nhi Trung nha. Ngọc Nhi trước tới Trung, mặc cái áo đen đó. Thì chị có một cái bài tập là chị đang làm. Yeah. Thì chị chỉ Thảo luôn, quý vị có thể tham khảo. Yeah. Là mình tự nâng cơ mình. Yeah. Có nghĩa rằng thay vì một tháng á, quý vị thấy là bây giờ là gần đây đi về Việt Nam. Yeah. Để mà chạy cái máy nâng cơ. Yeah. Nó gọi là cái máy nâng cơ. Hay là mình đưa chỉ vào mình nâng cơ. Yeah. Thì vấn đề nâng cơ nó kéo tạm thời thôi. Yeah. Nhưng mà cái máy nâng cơ thì nó kích thích cho nó săn chắc tạm thời. Mà những người giàu ở Việt Nam thì một tháng người ta làm một lần. Yeah. Đó. Nhưng mà mình đâu có về Việt Nam được thường. Còn mà một tháng làm một lần thì nó cũng không có hiệu quả bằng mình làm mỗi ngày. Yeah. Mà không có tốn tiền. Yeah. Thì quý vị nhìn kỹ Ngọc Nhi làm, Thảo nhìn kỹ chị. Đầu tiên nhất là mình cần dùng một cái loại cream mà nó có chất nhờn nhiều. Yeah. Chị thì chỉ dùng cái stem cell của chị là moisturized stem cell gel, nó là tế bào gốc. Yeah. Nó là săn chắc da luôn. Yeah. Thì chị thoa lên mặt chị xong, quý vị để cái tay vậy Thảo. Yeah. Mình để cho nó vừa xè ra, đúng không? Yeah. Yeah. Mình kéo ngược lên. Yeah. Quý vị nhìn thấy gặp thì cũng đang có rãnh đúng không? Yeah. Khi chị kéo nè. Yeah.
nó căng ra liền. Thì mình làm liên tục như vậy, mình làm như vậy thì chị làm á, là mỗi sáng chị rửa mặt xong, chị xức kem dưỡng lên xong và chị làm như vậy, chị nâng lên, chị kéo thẳng ra nâng lên, chị làm 20 lần, 20 lần không có một phút nữa. Đúng rồi. Trên trán mình á, thì mình cũng làm như vậy, mình chân mày mình á, mình để tay vậy nè quý vị, để những cái hình càng cua nè, kéo lên 20 lần. Rồi tối trước khi mình đi ngủ mình cũng làm như vậy, thì cái cơ mình nó được kích thích và nó được vận động mỗi exercise mỗi ngày. Thì khi exercise thường thì nó sẽ tạo ra elastin. Nó sẽ bớt chảy xệ. Thì thay vì một tháng quý vị đi nâng cơ một lần, hoặc mấy năm đi đưa chỉ vào để cầm sao chỉ kéo những cái mặt lên nâng cơ một lần, thì tại sao mình không làm ở nhà mỗi ngày? Mà chị chỉ người ta làm như vậy thì rất là thành công. Nhưng mà nếu quý vị là chưa có bị thì ngay từ bây giờ hãy nghĩ tới quý vị sẽ không thoát khỏi đâu. Thì phải dùng những cái thực phẩm có collagen. Hoặc là mình có thể mình dùng những cái nó gọi là supplement, là collagen drinks hay là collagen viên, để mà giúp cho cơ thể mình cái lượng collagen mình bị mất đi đó quý vị, nó sẽ mình sẽ bổ sung lại. Để mà nó bù đắp. Tại sao mình bổ sung vitamin B12 cho bổ máu, mình bổ sung đủ loại vitamin hết mà mình quên cái da mình nó cũng cần bổ sung cái chất kết dính. Thành ra quý vị dùng cái đó để mà bổ sung thì nó sẽ giảm được, nó không thoát được nhưng mà nó giữ được. Thảo thấy chị là 58 tuổi rồi. Mà chị không có nhăn. Mà chị cũng không có chảy xệ nhiều. Có nhưng mà chị không thoát khỏi nên chị vẫn bị ít hơn. Bởi vì thứ nhất là chị tập cái bài đó ở nhà. Và thứ nhì là chị đi châm cứu. Châm cứu nâng cơ. Thì cái đó là ít có ai biết lắm. Thì chị không có bị nhăn. Còn ở tuổi chị là hầu như người ta phải đi căng da hết rồi nè. Mà chị không có bị, còn không căng là sẽ bị. Nhưng mà với cái sự chia sẻ của chị Ngọc Nhi thì thưa quý vị, chị Ngọc Nhi là một nhà cung cấp mỹ phẩm. Nhưng cái lời khuyên của chị có vẻ như không liên quan đến việc sức mỹ, xài mỹ phẩm để mà cho cái sự chảy xệ. Điều đó nó có bất hợp lý không thưa chị? Bất hợp lý thôi. Thứ nhất, cái người đó là cho chị bán mỹ phẩm mà chị không suối, chị không làm những cái loại mỹ phẩm mà để cho nâng cơ. Tại vì đó là một cái sự lừa dối khách hàng. Mà người ta mua một hộp hai hộp về mà ta xài nó không có nâng cơ là mình mất tiếng và một sự lừa dối trắng trợn. Thật sự rằng cái cơ mình không có mỹ phẩm nào săn chắc được hết. Mình dùng hyaluronic acid, nó sẽ làm khích lỗ chân lông. Nhưng nó không có nâng cơ được. Rồi mình dùng collagen thì mình uống vào người là nó giúp chặn được cái sự mất collagen mà làm chảy xệ, chứ không phải là nó nâng cơ luôn. Nên quý vị cần hiểu rõ cái này. Nhưng cái nâng cơ tự chúng ta có thể làm. Và ở trên cái trang Ngọc Nhi Chung Facebook của chị đó, chị có chỉ quý vị lên Amazon mua một cái dụng cụ nâng cơ, nó chỉ có 16 đồng thôi. Mà mình thoa kem xong mình cầm cái đó mình kéo sáng 20 cái, bên đây 10 cái, bên đây 10 cái, nó tiện làm cái tay. Quý vị nào không khéo tay là không quen là không được, thì quý vị mua về quý vị làm thì thưa quý vị nó rẻ mà cái hiệu quả rõ rệt. Có những người khách của chị đó, chị chỉ cái họ nói là sao chị dạy không vậy. Cái đó phải là dạy mà là sự lương thiện. Cách làm ăn lương thiện thì thưa quý vị là quý vị dùng cái máy đó đó, Thảo có tin rằng liên tục dùng 1 ngày 2 lần khoảng 2 đến 3 tuần, Thảo thấy rõ những cái đường sâu chảy xệ, nó thấy rõ là nó thay đổi. Anh ra quý vị nhớ một điều là như Thảo hỏi đó, là bị chảy xệ dùng cái gì đó, thì vấn đề chảy xệ là thứ nhất là không tránh khỏi. Thứ nhì là mình có thể giới hạn được nó, bớt chảy xệ, và mỹ phẩm không cứu được vấn đề chảy xệ. Nhưng trong cái chia sẻ ngày hôm nay của chị Trung Ngọc Nhi thì có một điều Thảo rút được là chúng ta nên ngăn ngừa nó sớm. Có nghĩa là trước khi mà chúng ta cảm thấy chảy xệ thì chúng ta phải can thiệp bằng cách là chúng ta bổ sung collagen trước cái đã. Có nhiều cách bổ sung collagen. Quý vị có thể mua những viên thuốc uống, cũng có thể là mình uống những cái sản phẩm nước collagen. Chị thầy nghĩ thì collagen nước đó thì nó thấm thấu nhanh và nó đậm đặc hơn là collagen viên và bột, tại họ có tạp chất nhiều. Mà của mình thì tới là 20 mấy ngàn hàm lượng trong một chai. Nghĩa là một lần, một tuần uống một chai thôi là nó cung cấp đủ cái lượng đã mất trong tuần đó rồi đó. Cảm ơn những chia sẻ của chị Dương Ngọc Di. Cảm ơn sự lương thiện của chị trong cái công việc mà chị hành nghề đó quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và Thanh Thảo cùng chị Dương Ngọc Di sẽ hứa trở lại cùng quý vị và một số khác, và chúng tôi sẽ mở ra những câu hỏi mà chính quý vị gửi cho chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn chị. Cảm ơn Thảo và kính chào quý vị.